Thì mẹ lại bỏ ra đi biển biển xa giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn bà Chính rất là nhiều. Nghe bà Chính hát, bà Chính gơ lại mà con khóc luôn. Con muốn xuống nước mắt luôn. Cô bác quý anh chị cùng thông cảm. Tại vì bà Chính là trước đây á, là bà Chính đi hát chuyên nghiệp. Ông Chính thì cũng là một nhạc sĩ chuyên nghiệp ở đoàn cải lương. Nhưng mà vì cái không gian ở đây nó chật hẹp nên bà Chính chưa thể hiện hết được cái tâm trạng của bà Chính khi lúc bà Chính hát. Con chúc ông Chính với bà Chính sức khỏe. Ca mà con muốn gớt nước mắt rồi chú.